câu mà mọi người nói mà hãy làm cái việc mà bạn yêu thích và bạn sẽ không bao giờ phải đi làm một ngày nào trong cuộc đời bạn là một câu nói dối. Yeah. Nhiều khi em viết á xong em bị tăng huyết áp luôn mà, người em bị đỏ lên luôn. Hầu như lần nào mà khi em tập trung quá đúng trong vòng bao nhiêu đó là em bị, em phải ngồi em ăn uống, em phải làm gì đó để cho nó giãn người. Kiểu em nói chuyện em sẽ phải suy nghĩ từ hơn là cái việc của ông có vấn đề đó. Chúng ta sẽ trình bày lại ca khúc Xin với phiên bản acoustic tại Hitmaker. Let's go. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thái Smith Boss, và đây là series Hitmaker. Và cũng khá lâu rồi chúng ta mới quay trở lại cái series này, vì Sơn đảm bảo rằng cứ mỗi lần xuất hiện thì phải là những vị khách mời hết sức chất lượng nha. Và minh chứng cho điều đó thì ngày hôm nay ngay bên trái của Sơn đây đó là ba vị khách mời vô cùng đặc biệt. Đó chính là D-Ray, Đạt G và một người rất quen của chúng ta số trước, đó là Masiu. Cho một tràng vỗ tay nào. Dạ, và cơ duyên nào thì hôm nay có tận 3 vị khách mời nhận lời chúng ta cùng một lúc thế này? Em rủ. À thì đúng là em rủ luôn. Là do Siêu. Tất cả mọi thứ đều do Siêu. Thế hỏi chút là đã có người thứ hai quay lại đây chưa? À chưa em ạ. Đây là lần đầu tiên mà có một vị khách mời quay trở lại và mang theo thêm 2 vị khách mời nữa. Vô cùng cảm ơn Siêu. Cho anh hỏi qua một chút ha, cái mối quan hệ giữa ba bạn là như thế nào? Ngày trước thì khi mà em mới làm nhạc, tập chơi nhạc thì em đã có được anh John H, là anh Hiếu, là anh của anh Bảo, share một bài nhạc. Dạ. Đó lên trên Facebook. Ừ. Thế là bài Điều Khác Lạ đó được đông đảo các bạn trong giới underground nghe rất là nhiều, rất là thích. Thế là còn anh Bảo thì là đã từng nghe Siêu làm việc trong khoảng thời gian đó. Ừ. Cái mối quan hệ nó xéo nhau vậy nè. Nó xéo nhau vậy nè. Thế là một ngày đẹp trời, anh Hiếu, anh John H giới thiệu em cho anh Bảo. Thì anh Bảo mới chơi này, thằng này nó hát nhạc gì xong mình vô cái show của mình được. Kiểu lúc đó mọi người đang có làm show ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Còn anh Bảo giới thiệu Siêu cho anh Hiếu, anh John H. Thì anh John H nói nhạc này sao mình vô nhạc mình được. Tại vì nhạc lúc nhạc của Siêu lúc đó đang đánh là kiểu future bass. Future bass. Mà hồi đấy thì ít người biết nhạc rap lắm. Yeah. Yeah. Nhạc rap cái lúc đó thì nó sẽ thiên về kiểu trap và nó boom bap nhiều hơn. Hip hop hơn. Đó thì cái lúc mà gửi kiểu em thấy bạn này đánh ok. Không, nhưng mà cho em nói nhá là em gửi demo cách đây 1 năm thì năm sau em mới trả lời. Ủa? Cái đó là chứ tôi sao? Chứ em gửi nhạc cho Siêu, em mới nói là anh ơi anh xem thử coi cái đoạn này nó đâu có thành trả lời đâu. Không phải là chưa thì anh chờ sao trả lời được. Sao nó không trả lời cho đến khi biết nhau. À. Fan nhau biết được à thì là có nhắn nhau rồi. À, tức là ngay ban đầu cái việc đó nó không thuận lợi, tức là không phải là gửi nhạc là mọi người đều nhận được và cách nhau ok rồi. Chúng ta bắt tay làm liền. Và cái sự liên kết của mấy anh em thì đều qua trung gian á. em được làm nhạc của Bảo là qua anh Lộc Lộc Cao. Thì anh ấy có xin vocal cho em để em viết bài một ngày khác. Thì sau về đấy xong thì bắt đầu mới gọi là quen hai Bảo với cả anh Hiếu. Thế nhưng mà sau đó đi, thì khi mà cái bài nhạc nào là cái bài mà đầu tiên mà cả ba người cùng xuất hiện cùng một lúc? À chắc là bài Xin. Xin. Không, cái bài đấy là bài lần đầu tiên mà em cũng là nhiều kỷ niệm nhất. Mà bài đầu tiên em được đi xa quay một MV rất là vui của bài đấy. Cái bài đó là khởi nguồn cho mấy anh em có một suy nghĩ là sẽ làm nhiều bài nhạc cùng nhau. Bài đó là khởi nguồn. Nhưng mà làm xong bài đấy xong cái bài nữa thì thôi. Bài đó đúng không, bài Xin rồi Xin, Thương Gì Hơn Nói. Thương Gì Hơn Nói. Rồi dạo gần đây nhất là bài Cao 20. Cao 20 có đầy đủ. Cao 20 là nhưng đúng. Mà lúc đấy nó không còn là nhóm 3 chấm nữa. À, đúng rồi, không còn thì làm nhóm 3 chấm thì ba chấm anh em tính toán là làm ba chỉ là còn thiếu 1 chấm nữa. Mới có 3 chấm mà mới có 2 bài. Ba anh em làm dự tính là làm khoảng 100 bài đấy mà làm được 2 bài thôi rồi. 100 bài nhưng mà mới được có 2 bài tạm dừng nhóm mỗi chấm đi lên. Thế nhưng mà trong thời gian tới thì ba bạn có ra bài nào chung nữa không? Chắc là có đấy. Này cái chắc là nó hơi chậm chậm. Thực ra là trong quá trình mà làm việc cùng nhau thì
ba anh em tách nhau ra, vậy. Chia cho nhau nhiều con cái đường đi, hướng đi khác nhau nhưng mà vẫn cùng chung mục đích đó. Và em muốn là để ba anh em đi ra ngoài để gọi là trải nghiệm. Để khi đến một cái mức nào đấy bọn em đủ đủ khả năng để kiểm soát những cái tốt của mình quay lại bắt đầu làm một sản phẩm cho nó hay. Wow, thế thì so với trong sự nghiệp của tất cả mọi người ha, thì các bạn thấy là cái việc kết hợp giữa ba bạn lại với nhau ấy thì nó có mang lại những cái dấu ấn gì cho cái âm nhạc của từng người không? Cái đó thì tụi em không thể đánh giá được cho tụi em được, nhưng mà có một cái là cái việc mà tụi em rất là vui được là ba tụi em được đồng hành cùng nhau. Anh Bảo thì là vocal rap, em thì vocal melody, còn Siêu thì làm beat. Không, em thấy là đủ đi. Em thì em sắp hát sắp rap luôn rồi, em không cần anh. Năm sau em bảo là đi kêu ca sĩ. Đi kêu ca sĩ, còn đây là beatmaker. Tuyệt vời. Hay là tí nữa tôi challenge ba người này ba vai trò. Có bao giờ thử những cái vai trò khác, ví dụ Bảo ấy, tức là ngoài ai cũng biết là em rap. Nhưng có bao giờ em thử cái vai trò khác chưa? Hát á hả? Hát thì em thử rất là nhiều. Em đam mê hát lắm. Nhưng mà mọi người ơi, có một bí mật nha. Là những cái bài mà thường mail trong những cái verse rap của anh Bảo á, là không phải người khác viết, mà là anh Bảo viết luôn. Chứ không phải là người khác viết nha. Những cái mail mà hát là anh Bảo viết luôn. Hay là Exercise Me, hay là Cáo 20, hay là 100 câu hỏi với lại Vi Thăng. Thường thì anh Bảo viết luôn mail. Thì thường là chẳng qua là hát không được. Nhưng mà hát thường không được. Bảo hát rất là hay. Không biết mail đi hay. Bảo viết hát rất là hay. Mà khi có một người, cái bạn mà bạn đó đi đâu hết rồi đó, bạn đó thì rất là chịu khó để có thể vẽ giọng cho tâm hồn đó. Hồi trước em có một cái bạn là có thể mix cái giọng của em hát hay, mà nó không có bị nghe như là một con robot. Nghe không bị giả. Ok. Hai người mix mà, hai mix mà, anh hiểu. Ok, thì sao nữa? Thì bạn đó là kiểu gắn bó với em từ rất lâu luôn, từ cái hồi mà BSNL rồi cái kiểu rồi phép màu rồi cái thứ đó. Thì bạn đó mix rất là ăn ý. Xong rồi tự nhiên một ngày bạn đó biến mất tiêu. Không có lý do. Thế là từ đó Là em vẫn đang đi tìm một người mixer cho em mà có thể làm cho cái giọng em ấy, nhưng mà tới giờ em vẫn không hài lòng. Đạt, biết đâu có một ngày em làm những cái vai trò khác hay là thay đổi gì với em không? Thực ra thì cái vai trò lần đầu tiên á mà em được đảm nhiệm á, mà em ước mơ và em thích nhất á, đó là sáng tác nhạc và nhạc sĩ. Tại ngày trước em không có hát hay. Dừng cái từ này lại. Tức là tại sao lại em không hát hay là sao? Tại ngày trước em nghĩ là em không hát hay, em không biết hát. Em nghĩ? Dạ. Ok. Em không biết hát cho đến khi có những cái bài em sáng tác ra thì em tìm người hát để có thể em gửi demo đi. Thì không tìm được cái em hát. Ok. Và vô tình em hát thì nó lại mọi người lại thích nó. Đó. Và có một cái gì đó là riêng. Và theo năm tháng em mài dũa thì em lại biết, em mới từ đây sau em biết là à thì ra là em cũng biết hát. Và em hát hay. Em hát hay. Dạ, hát hay. Cái ngày nào là em biết em là người hát hay? Em không biết nữa, em thấy người đến khi anh Bảo khen hoặc là anh Bảo chê gì đó là thì biết. Anh em trong vòng thì có thời gian là em lúc mà em hát demo này kia thì em còn bị phát âm sai. Em nghĩ là em sẽ hát chơi nó để em cho người ta mường tượng được là cái bản nhạc nó như thế nào rồi em gửi qua cho khách hàng thôi. Dạ. Cho đến khi những cái bài em hát xong bây giờ, nhưng mà em biết xong em hát luôn. Thì em lại làm tròn cái cảm xúc nó hơn. Yes. Từ đó bắt đầu là em viết nhiều mà em sẽ suy nghĩ là cái bài này có phù hợp như đó không, không thôi thì mình hát luôn. Là nói chung là ăn hai đầu. Thực ra thì có hai cái mà em vừa nhắc, đó là thứ nhất là em hát và thứ hai là em sáng tác. Thì cái khả năng sáng tác của em đã được thừa nhận rất nhiều bởi một ca sĩ khác hát bài của em rồi. Mọi người đều biết là em sáng tác rất hay. Nhưng mà sau đó thì em cảm nhận là em hát bài của em thì nó mới trọn vẹn. Có đúng không? Là ngày trước thôi, em đang nói ngày trước thôi. Còn cái khoảng thời gian mà khi mà em mà được mọi người sử dụng nhạc của mình và hát những cái khúc của mình đó, thì lúc đó là... Rồi, biết em hát hay rồi. Là... em đã... Khi mà trước đó, cái lúc mà làm việc đã cũng đã làm việc về cảm xúc, về nội dung cho mọi người trước. Để mọi người hiểu được cái bài này là ý đồ của bài này như thế nào và hát như thế nào. Thì trong từng cái khâu để sản xuất ra được một bài hát thì em đều có mặt. Dạ.
từ thu âm hay là mix master hay gì đó thì em đều có mặt để hỗ trợ đến cùng luôn. Thế có một cái fact nữa là bởi vì Sơn biết là do anh rất thân của Sơn là dạy thanh nhạc cho Đạt Di, thì biết Đạt Di là một người rất là chịu khó học về thanh nhạc cũng như là update về những cái kỹ thuật, thì thực sự là em nghĩ cái thời gian mà em luyện tập về thanh nhạc ấy thì nó có sự thay đổi gì về cái con đường ca hát của em? Đối với em là khi mà em bị thua một trận đấu là em sẽ về em suy nghĩ về cái gì, tại sao em thua, tại sao em thua, để em phải nạp thêm cho bản thân mình một cái gì đó gọi là update thêm để cho nó ok hơn. Dạ. Để trả thù. Thế từ trước giờ có ai kiểu cho em một cái em kiểu đã... chê hoặc là trời, cái đó thì quá nhiều. Quá nhiều quá hả? Nhiều, nhưng mà thật ra nhìn cái đó phải để em bị tự ti đâu. Dạ. Em rất là vui về cái việc em phát âm sai. Thì không có em làm sai thì ai, mọi người đâu biết nào đúng nào sai đâu. Em đại diện gió sai thì người ta mới biết được này là sai. Nên thật ra em nói chơi thôi. Thì cái việc mà em biết em làm sai thì bắt đầu em mới tìm hiểu sâu hơn về những cái nội dung đó, để em vậy là phát âm như thế nào là đúng và hát như thế nào cho nó ok. Cái giọng mình, vì cái màu giọng mình thì nó phù hợp với bài nào, kiểu thể loại nào. Dạ. Nếu như vì cái sai đó thì đó mới là cái signature của em ấy, thì em nghĩ sao, tại sao em phải thay đổi nó? Em nghĩ là cái việc người ta không thích là tại vì mình làm nó hơi sai, hơi nặng. Cái sai mình nó đẹp lại á, cái sai nó đẹp lại thì nó ok. Yes. Sai mình nặng, làm cái sai mình nó đẹp lại, nó vẫn là nghe được ra màu giọng của ông Đạt Si, và người ta biết ông này có vài câu phát âm kiểu nó có chữ N, chữ G, mình thiếu hai chữ thì sai nặng quá, còn thiếu một chữ thì tất nhiên được. Giống như là heo nái với lại nái xe. Em có biết hát hay không? Em biết hát luôn, em biết sáng tác luôn. Thì em cũng gửi demo cho kiểu hai anh em của em. Ông chưa xem, ông đã xem đấy, từ đấy em không hát nữa. Em có tới bao giờ thấy buồn về cái chuyện đấy không? Không, thì rằng em ở nhà mình em vẫn tự nghĩ melody. Và câu rock của em thì em vẫn tự nghĩ mà câu rock đấy. Mà em nghĩ là khả năng về viết câu rock đấy thành giai điệu để hát thì chắc không. Siêu hát hay, siêu hát hay. Dạ vâng, siêu hát hay. Em không hay hát thôi. Đi hát karaoke mấy lần là ngày trước cũng bị bất ngờ bởi việc là siêu hay. Cái này em nói thật. Em nói thiệt. Nhưng mà hát em biết hát, em không bị là lệch tông hay là bị đúng tông. Không giống anh Bảo. Anh này em bị lệch tông. Thế ngày trước ấy, Masiu, em có nói là cái nhạc của Masiu lúc đấy thì không có hợp với hip hop. Hip hop hồi đấy là boom bap, trap, các kiểu. Thế thì làm sao để mà sau đó cái nhạc đó hai người lại có thể fit lại với nhau được? Thật ra là hồi trước là Siêu hợp tác với em là trong vai trò là Siêu sẽ xin vocal và remix những cái bài nhạc của em. Chứ là em fit thôi, còn Bảo không fit với em. Đấy là kiểu nên cũng là một idol của em đó đấy, hai người cũng như idol của em. Thì nó cứ như vậy thôi, thì tại vì cái bài nhạc mình ra release xong rồi một thời gian sau Siêu remix lại và nó giống như là nó đẩy cho cái bài nhạc, cái original gốc nó được thêm một cái lượng khán giả mới nữa. Khoảng thời gian đó thì được biết tới nhiều hơn. Masiu remix nhạc là đó. Rất hot. Đúng rồi. Thì đó thì là cái khoảng thời gian đến đó. Sau này thì bắt đầu là anh em bắt đầu mới khi mà về ở chung nhà với nhau đó. Họ thì bắt đầu mới là anh có bài này hay lắm, hoặc em có biết là hay lắm đó. Anh em làm với nhau đến lúc mà không có ý tưởng gì ấy, thì anh cứ về ngủ đi, em làm một mình, em làm việc, em làm một mình em làm được 4 giờ sáng là cứ anh quá cái này drop hay lắm. Không, em lúc nào em đang ngủ sang gõ cửa anh có đoạn nhạc này hay lắm lắm. Nhưng mà ý là cái bước chuyển nào mà kiểu từ cái nhạc, thay vì là giống như Masiu nói là Masiu fit với B-Ray. Hồi đấy là em toàn lúc đấy chưa có bài mới nhiều và em cảm thấy em chưa đủ khả năng. Thì em thấy là bài nào hay, bài nào kiểu như cái chất nhạc của Bảo là em cảm thấy em được ở trong bài nhạc đấy, là em hợp, em có cùng cái tần số bài nhạc đấy, em làm được thì em làm. Anh con trai cưng Siêu. Đúng rồi. Không biết con. Yeah. Từ bản original đến bản remix luôn. Bản nào nổi ra hết. Sau này thì nhiều, sau này làm rất nhiều, còn trước đấy trong khoảng 1 năm đấy thì anh cũng chưa quen lắm, còn đang gọi là tìm hiểu nhau. Nhưng mà dạo này Siêu đang ở một cái tầng rất là điên khùng. Siêu vừa remix xong chú Đại Bi. Chú Đại Bi 84 câu. Vô lượng hay vô lượng. Wow, kiểu hôm bữa tôi mới ngồi với một người chú trong gia đình, thì chú là người ăn chay và bên đạo đạo Phật. Thì thế là có giới thiệu về bạn, tôi có giới thiệu cho bạn. Thế là chú nói
Vậy là cái bài bữa giờ mà chú nghe là chú đang bi là Ma Siêu đó mít à. Trời, chú là fan nha, nói chú là cho mà. Hôm bữa sang đi ngồi với anh Sơn là có chia sẻ với anh Sơn hết cái gì rồi. Nói chung là khi bài đấy ra thì cộng đồng Phật tử ủng hộ cũng nhiều. Em mong sợ lúc em ra sợ làm sai mà may họ cũng không bị sai gì. Tức là bây giờ đây đang nói em là kiểu đang rất là crazy về nhạc. Thế là như kiểu bây giờ mỗi người có một cái hướng rất là độc lập và đi đánh chiếm cái con đường của mình đúng không? Thế thì V-Ray bây giờ em đang cái âm nhạc của em đang là như thế nào? Em thực sự có một cái con đường gì nó thay đổi không? Hay là trong thời gian tới có kế hoạch gì đặc biệt không? Thực ra là có và em cũng không, tại vì nó sẽ kiểu sao ta, em muốn nó là một cái gì đó nó bất ngờ hơn, cho nên chắc là em sẽ không chia sẻ nhiều quá. Moment. Nhưng mà có. Có. Cũng sẽ thay đổi. Gì đó. Thực ra là B-Ray là một trong những người mà gọi là làm hitmaker này thì các bạn biết là em xuất hiện lên cái show này và rất nhiều bạn đặt những câu hỏi và thậm chí có một bạn gửi cho anh cái đó gọi là cái gì tóm tắt về hành trình lịch sử của B-Ray từ khi còn ở Mỹ về tới Việt Nam. Và thực sự là anh phải thừa nhận là fan của em rất đông. Thế thì anh nói thật nhé, cái hình tượng mà em từ cái lúc mà em bắt đầu rap cho đến bây giờ thì anh cũng cảm nhận là nó có rất nhiều cái sự thay đổi. Và với cái người làm nhạc nhá, thì anh ghi nhận rằng là bây giờ cái nhạc của em nó chỉnh chu hơn. Nó được trau chuốt và rất là nhiều cái quy trình để mà có thể sản xuất ra nó. Chứ không phải là những cái, ví dụ như mình trong giới mình battle mình có thể làm có thể trả ngay, mà bây giờ nó thuần về một cái người làm nhiều về production hơn. Thì em đánh giá về cái khoảng thời gian này so với trước nó như thế nào? Thì giống như là nói thì nó chỉnh chu hơn và nó có nhiều cái phần hơn khi mà làm nhạc, nhiều khâu hơn khi mà làm nhạc. Thành ra là nó lại làm cho cái việc mà làm nhạc á nó cảm giác hơi giống như là đi làm, ý là cái câu mà mọi người nói mà hãy làm cái việc mà bạn yêu thích và bạn sẽ không bao giờ phải đi làm một ngày nào trong cuộc đời bạn là một câu nói dối. tại vì sau khi mà em ấy thì em mới thấy là ồ, hồi trước nó không có nhiều cái, không có nhiều cái khâu như vậy thì nó lại nó mình làm nó vui hơn, nó hay, mình quăng lên luôn. Còn bây giờ thì nó trở thành công việc, nó mất nhiều năng lượng hơn để ra một bài nhạc. Còn trong khi thì hồi trước thì cái tính của em thì hay thích kiểu như là viết làm lại xong rồi đăng lên liền, cho nên là ngày xưa em ra rất là nhiều nhạc và nó, nhưng mà thực sự thì đó, thì tại vì nó không có chỉnh chu cho lắm thì đa số nó toàn là kiểu ok vừa viết xong hôm nay ngày mai thu xong rồi gửi qua mix rồi. Thì nó rất là bum bum như vậy. Em đang thuộc một công ty đúng không? Dạ. Thì tất cả mọi khâu thì tất nhiên anh biết công ty là một cái hình thể nó chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà có bao giờ em có cảm thấy là cái âm nhạc nếu như mà tất cả mọi thứ đều vào guồng, vào kế hoạch thì cái nhạc của mình sẽ bị mất hay đi hay là mất cảm hứng hơn không? Thì em cũng mới chia sẻ đó. Nó sẽ không có được cái cảm giác đó. Như là cái thời gian trước đó. Nhưng mà thì bù lại đó thì mình sẽ được mình bù đi lại thì mình sẽ bắt buộc phải làm việc trong một cái môi trường nó chuyên nghiệp hơn. Và khi mà mình ra được cái sản phẩm đó, tới khi mà mình sau khi hết tất cả mọi thứ, mình cầm được cái sản phẩm này, mình tự hào nó trong tay thì nó rất là đã. Nhưng mà đó thì nó sẽ tốn rất là nhiều năng lượng hơn là hồi trước. Nhưng mà mọi người lại nói em bây giờ kiểu nhìn nó ngoan hơn ấy. Tức là ngoan hơn rất là nhiều. Thì em nghĩ sao? Em nghĩ là ý là từ trước tới giờ em
vẫn ngoan ý là cái hình tượng của em luôn luôn đâu phải hầm hố đâu, chỉ là tại vì mọi người nhiều khi là hồi trước em không có lên đi mấy cái MV hay là đi phỏng vấn rồi nói chuyện đâu, các kiểu tiếp xúc, tại vì lúc đó em bên Mỹ. Dạ. Như là ngày trước ít đem mất kiến, giờ đem mất kiến nhiều. thì có lẽ tại vì vậy cho nên là kiểu mọi người sẽ nghĩ là mọi người sẽ biết qua chỉ là qua những mấy cái bài diss nhau ba đầu trên mạng. Yeah. Sau mọi người chắc là mọi người nghĩ sao nghe sẽ kiểu mù lão quá vậy. Nhưng mà từ khi em bắt đầu với công việc này này, yeah, em có nghĩ là thời trong tương lai á, cái hình tượng em sẽ giống bây giờ không? Không ạ. Thế thì cái hình tượng mà em nghĩ ban đầu hồi mà mình bắt đầu cái công việc này nó sẽ là như thế nào? Thực sự thì cái lúc đó em cả không nghĩ nghĩ tới, nhiều khi em sẽ low key hơn. Okay. Sẽ không, yeah, kiểu tại vì thực sự là hồi trước em làm nhạc em không có nghĩ là em sẽ làm nó thành một cái gì đó kiếm tiền. Dạ. Yeah. Mãi về sau này em mới thấy là ồ đây là một cái cơ hội để mình thử sức, và không ngờ là ăn may. Anh cứ nghĩ cái câu chuyện đấy thì tất nhiên là nó thuộc về bản thân thôi. Yeah. Nhưng mà hầu như tất cả những cái diễn biến đều tạo nên một cái con người của mình bây giờ. Đúng. Tức là về cái góc độ về âm nhạc nhá. À, thì, về âm thì, nhạc. Yeah, anh đang nói về âm nhạc thì... Về như... âm nhạc, em đoán là chắc... chắc không đâu. Nếu mà em không phải làm vì... Nếu mà em không hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam thì cái nhà màu nhạc của em chắc còn... chắc còn quậy lắm. Chắc còn quậy. Yeah. Thế thì thế này nhá, anh chỉ hỏi thêm một cái thế này. Yeah. Nếu mà giả sử như người ta dùng cái từ là con quái vật của rap Việt, anh thấy cái lược sử mà dài khoảng 3 trang A4 nói về em ấy, thì cái title đó là con quái vật của rap Việt, thì người ta đặt cho em một cái cụm từ như thế. Ủa mà em thấy anh của em đẹp trai mà. À không. Quái vật âm nhạc em. Yeah yeah man. Thì đấy, em cảm thấy như thế nào nếu tất cả những cái cộng đồng mà gọi em là con quái vật của rap Việt, thì em ghi nhận nó như nào? Em thấy cũng đúng. Đấy. Và ý là cũng một phần là tại vì cái từ quái vật đó cũng là do em cũng nói ở trong một vài bài nhạc. Thì em cảm thấy như vậy thật. So em đã tốn rất là nhiều công sức để gầy dựng lên cái tên đó, cho nên khi nghe tên đó em sẽ khá là tự hào. Yeah. Bây giờ đến Đạt G. Nhà của em thì anh nghe rất nhiều. Sáng tác của em cho người khác anh nghe hầu như là thuộc nằm lòng. Thì đối với em, thực sự là em cảm thấy cái năng lực nào của em là năng lực tốt nhất ở trong âm nhạc? Em nghĩ tại vì em là thằng thích tìm tòi, và nên là cái việc mà khi mà em sản xuất được một cái gì đó trong cái sự sáng tạo của em, là cái lúc đó là cái năng lượng em mạnh nhất. Năng lượng mạnh nhất của em là khi mà thực ra có những bài nhạc của em viết nó không quá mức cỡ một ngày đâu. Em chỉ dành cỡ 1 tiếng, 2 tiếng là em ra full một bài nhạc nữa. Chẳng hạn như cái bài Anh Ơi Ở Lại của em mà viết cho chị là em mất cỡ 1 tiếng đồng hồ thôi. What? Mà lúc đó là lần đầu tiên em được thầy quý mà thanh nhạc đó, em nói anh đó dạy cho em 4 cái hợp âm trên đàn piano. Thế là em về thành nguyên bài nhạc. Này em nói thiệt. Thực sự là rất sốc, bởi vì dạ vâng. Em có biết là một cái sản phẩm mà sau đó anh được xem một cái rất nhiều phiên bản hát lại từ những cái người nghệ sĩ mà gọi là top, và người ta cho cái bài đó thành một cái hòa thanh vô cùng ấn tượng. Thì có bao giờ em nghĩ cái sản phẩm của em nó trở thành cái màu như thế chưa? Thật ra là khi mà được nghe vậy là mình thấy mình học thêm được gì đó cho những cái sản phẩm tiếp theo. Nên em có biết kiểu là một chút học hỏi cho nó. Mà đối với em thì câu từ của em nó đã khá là đơn giản, đời thường, đời sống. Nên trong những cái hợp âm em tìm á, thì em cũng sẽ tìm những hợp âm đơn giản mà hiệu quả. Bài đó là Bồng Lập á? Yeah. Real? Yeah. Ôi man, bây giờ thực sự là hơi sốc, bởi vì cái bài Anh Ơi Ở Lại là một trong những cái bài mà sau khi được quá nhiều phiên bản thì anh nghĩ nó là một trong những cái bài mà có rất nhiều cái hợp âm trong đó. Vâng. Không nghĩ là original, nó đơn giản như vậy. Khá là đơn giản. Thế cái cách em viết nhạc như thế nào? Thường những bài khác, không phải bài đấy. Thường thì em sẽ tìm một cái vài cái hợp âm mà cảm giác nó phù hợp với em. Đúng ngay cái hứng ngay khúc đó. Là những hợp âm đầu tiên thì em thấy nó hợp là em viết liền. Hoặc là đi vô hôm nào mà đúng ngay cái tâm trạng em mà lên đi kiếm đi. Dạ, là vô.
Còn ngày trước thì lúc mà chưa biết nhiều thì em tập nghe beat và em sáng tác trên beat. Dạ. Và sau đó thì em làm nó khá là tốt. Tại vì khi mà em nghe được beat xong em hát luôn, em hát freestyle luôn chứ không phải. Dạ. Dạ, kiểu gì. Thế là cứ gì mà thành thói quen. Dạ. Yeah. Nên kiểu giờ mà cứ nhạc có nhạc là cái trong đầu là chữ rồi. Thế trong những cái bài sáng tác của em thích nhất là bài nào? Bài nào em cũng thích. Ờ. Nhạc của em viết nên là em cũng tự hào. Em lúc nào cũng nói thiệt với mọi người là tại vì mọi người lúc nào cũng sẽ cần phải một bài nhạc nó cần khá là lâu để sự chỉnh chu, nhưng đó em nhé, là tại vì em đã lượm lặt và em đã dành rất là nhiều thời gian để em quan sát. Dạ. Em học hỏi cho đến khi em đặt người xuống và ngồi vào bàn làm việc hay là gì đó thì em chỉ sẽ tận dụng hết mấy tháng trời đó để mất trong vòng một tiếng đồng hồ đó. Dạ. Nhiều khi em viết đó, xong mà em bị tăng huyết áp luôn à. Tăng không, em nói thiệt là người em bị đỏ lên. Người em bị đỏ lên, hầu như lần nào mà khi em tập trung quá đúng trong vòng bao nhiêu đó là em bị vừa viết xong bài là em phải ngồi em ăn uống, em phải làm gì đó để cho nó giãn người. Tại cái độ tập trung của em nó khá là cao khi mà làm trong những việc em yêu thích. Một là khi em bước chân vào phòng thu, rồi làm việc với một ca sĩ nào đó hoặc là chính em thu. Hai là khi em sáng tác. Là em bị là rất căng thẳng. Năng lượng em rút hết. Nước. Yeah, trút hết vào và yeah, sau yeah. đó là kiểu yeah. cảm thấy nó giống kiểu bị tăng sông. Mỗi người thì đều có một cái cách làm nhạc anh thấy khá là riêng. Riêng B-Ray thì sao? Mỗi lần em làm nhạc thì có cái cảm giác nào nó bất thường như vậy không? Thỉnh thoảng sẽ có một em thì cái cách em viết nhạc thì nó hơi gọi là sao ta? Bài bản một tí. Bài bản. Dạ dạ dạ, nó khác với lại mọi người hay viết là kiểu họ thường thì đa số là rapper em biết thì họ sẽ freestyle nhiều hơn. Dạ. Yeah. Yeah, kiểu như là mở cái beat lên giống như kiểu Đạt đó, nó mở beat lên xong rồi tới cái gì thì họ sẽ ghi xuống hoặc ghi xuống. Em thì là cái kiểu của em là em sẽ tính toán trước là cái khúc này sẽ phải có những cái điểm này, những cái câu này em đã plan sẵn hết. Và sau khi đó là em mới ngồi xuống lại mới ấy ra. Thì thỉnh thoảng, mặc dù vậy nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một số bài là em ngồi xuống là tự nhiên cái lyrics nó cứ tới rồi em mới viết luôn. Thì một trong những bài đó như là ba lần phải khóc, hay là bước đều bước, hay là ta có nên cũng vậy. Thì có một vài bài giống như vậy. Yeah, nhưng mà cái cách em viết nó khá là máy móc. Có, tức là mình phải tính toán, và giống kiểu viết là mình phải biết là mình sẽ thêm chỗ này chỗ kia, điểm nhấn ở chỗ nào dàn. Yeah. Phải tính toán như vậy. Đúng rồi. Ô, yeah, là em sẽ viết giống như là cái tập làm văn vậy, như ở đây là kiểu thật ra một bài, nên bài nhạc của anh Bảo thường thường đâu có khác gì một bài hát đâu. Thường thì ý là nó sẽ có khúc nhiều chữ, khúc ít chữ, khúc ảnh ngắt nghĩ quãng nghĩ kia thì nó, nhưng mà đó là nó có sự tính toán, tức là nó không phải là cái câu chuyện cảm hứng 100%. Thế thì nếu mà giả sử đây có bạn Nguyên của lớp producer này có hỏi luôn, là bởi vì là đó là ngày mai anh phỏng vấn B-Ray. Thì cho em hỏi cái cách mà em viết lyric ấy, tức là mọi người đánh giá rất cao về cái lyrics của em, thì thực sự có cái gì truyền cảm hứng cho em để có thể viết ra cái lyric đấy, hay là có cái cách nào để cải thiện cái kỹ năng mình viết không? Nó chỉ có là thật sự luôn là hỏi thì nó cũng rất là khó, nó như là hỏi làm sao mà có thể viết bài thơ hay vậy, kiểu nó chỉ là nó tới thôi, góc nhìn mọi người nữa thì kiểu là nó liên quan tới cái kinh nghiệm nữa, kinh nghiệm. Dạ, kinh nghiệm và nó không biết nữa. Với em thì nó cứ tự tới thôi, kiểu như là nhiều khi là em thấy được ok cái việc này với việc này nó có cái sự giống nhau như thế này. Thì em sẽ có thể viết được, hoặc là thí dụ như là em muốn đề cập một cái chuyện gì đó, như là cái đó nó lạnh thì em sẽ không nói nó lạnh, mình em sẽ nói một cái câu gì đó khác để cho người ta hiểu được là cái đó nó lạnh. Ẩn dụ. Theo em không bao giờ, thì đó là một trong những cái cách mà em hay sử dụng. Thì như anh cảm thấy em ở ngoài, cái cách em nói chuyện và khi em rap, anh thấy nó lại hơi khác nhau một chút. Đúng không? Phải anh đang nói đúng không? Dạ. Tức là anh sẽ tưởng tượng là ví dụ như với những cái lyrics khi em viết ra và khi em rap, thì nó là một cái hình thể mà nó khá là liền mạch hơn ở ngoài. Có phải là do cái
tiếng Việt của em có vấn đề hay là đúng rồi cái này là do tiếng Việt của em có vấn đề. Kiểu tại vì em lớn ở bên Mỹ xong rồi thì cái ý là em cũng không, em rõ ràng là em không có bị mất tiếng. Nhưng mà thực sự là kiểu em nói chuyện em sẽ phải suy nghĩ từ hơn là tiếng Việt của anh có vấn đề đó. Thì đó, thì nếu mà em viết một bài nhạc thì em sẽ có thời gian em ngồi ok, mình không có biết từ này là sớt từ điển đọc cũng nhiều phết đấy. Em sẽ cứu. Em nghĩ là tại vì nhờ cái việc anh không biết tiếng Việt nhiều nên anh kiểu thận trọng hơn trong cái việc khi mà anh biết. Bảo đọc sách nhiều lắm, bảo đọc sách cũng nhiều hơn là tại mình người Việt, xong mình biết ở này tấu câu này biết ở nó kiểu gì cũng đúng. Anh rất thích cái cách tiếp cận của Đạt Di nói, tức là khi mình không rành cái đó có thể mình sẽ thận trọng hơn. Thế thì bản thân em nhá, nói thật, nếu tự đánh giá mình, tự đánh giá cái nhạc của mình hay là các kỹ năng về rap của em thì em đánh giá như thế nào so với cộng đồng rap? Khó thì là khó thì là khó rồi như vậy chứ không. Nếu mà để mà tự đánh giá thì em thấy em khá là gọi là sao ta, em đủ để phục vụ, để thỏa mãn khán giả ở mọi mặt lứa tuổi. Mọi lứa tuổi, lĩnh vực khác nha. Ý của bên này là mọi mặt thôi. So ý là về lyrics, về flow, về bla 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 thì kiểu em nghĩ là em sẽ không gọi là nắm chùm đâu, nhưng mà tạm được và tạm ổn nhưng mà cứ ngồi. Nhưng mà em nghĩ là em có đủ khả năng để có thể thỏa mãn về mọi mặt. Khá hay. Hey Đạt Di, đánh giá em nữa à? Không, anh cái này em, anh thấy em đánh giá em nãy giờ rồi, anh hỏi cái câu chuyện khác. Em ok, thì em là một trong những người mà có hoạt động qua một số cái đơn vị và tổ chức, trong đó có G Entertainment. Thì cái suy nghĩ nào khiến em đứng ra để tự làm một cái công ty và em A đến Z tất cả mọi thứ mà không phải là một người nào đó xây dựng cho em? Ngày trước giờ luôn nha, ngày trước giờ là nó hình thành em từ lúc nhỏ cho đến lớn rồi. Em thích tự lập và em thích trải nghiệm đó. Hơi khó, hơi thích cái gì khó, không thích nó dễ quá. Giống như kiểu mà lúc đó em có vô một công ty nào đó thì cũng đơn giản. Còn cái việc mà em mới tạo công ty em, mà nhờ như thế trong cái quá trình mà làm việc với tất cả các bạn trong, anh chị trong G Entertainment thì lại được học hỏi rất là nhiều. Và cái bước chuyển lớn nhất là cho em được thêm về, em mới biết được là em làm được nhiều cái thể loại khác ngoài ngày trước mọi người biết em kiểu ballad buồn, không có dí dỏm lắm, kiểu buồn là buồn thiệt chứ không phải buồn kiểu dí dỏm. Thế là sau đó thì làm việc cái người mà cho em được nhiều kinh nghiệm nhất là một người chị tên là Quỳnh và chú Huy Tuấn, nhạc sĩ Huy Tuấn, thì là cho em khá là nhiều kinh nghiệm mà mở ra được thêm cho em một cái vốn nhạc. Em không nghĩ là em sẽ là người như thế, một cái người mà có thể hấp thụ được những việc đó. Và thế là em lại biết được là em viết được những cái thể loại đó là tại vì mọi người hay cho em những bài toán khó. Và em nghĩ là em không làm được. Cho đến khi em làm được xong, thế là mọi người kia mới viết lại ballad buồn ngày trước đi, em lại không làm được. Và đến giờ nếu em có viết ballad thì lại là một kiểu khác nữa nha. Thế em có thể cho một cái ví dụ bài toán nào đã từng khó với em à? Bánh mì không. Nó cũng là một cái rất là khó chịu với em á. Khó chịu. Tại vì đến khi mà em lo cày quá, lúc đó trong thời gian đó em lo cày đi làm nhiều quá thì mọi người lại, em không còn ý tưởng nhiều để em viết, thì mọi người hay cho em những cái nội dung và kiểu thách mày á, thách em á, thách em làm được. Mà cái kiểu mà thách em làm được. Em làm được nhanh gọn lẹ, nhanh gọn xúc tích luôn. Nhưng mà sau đó thì mới biết được là em khai thác về đời thường nhất, những góc nhìn của em nhất lại là ra. Còn em gì đó gọi là văn hoa quá, bay bổng quá thì này là không ra. Nó hơi bị sến. Nếu mà làm bay bổng quá thì em lại thành em bị sến, em riêng em thôi nha.
Còn nếu mà em viết đời thường thì rất là ra. Dạ. Dạ vâng. Em tìm được em trong đó. Dạ. Em tìm lại em. Dạ dạ. Thế thì anh hỏi nha, có những cái bài hát của em có phải phần đa em nói về bản thân mình không? Hay là những cái câu chuyện em tưởng tượng ra? Hầu như là 70% là gần giống là câu chuyện của em, còn 30% là em thêm thắt thêm cho nó ly kỳ hấp dẫn. Ly kỳ hấp dẫn em gì? Dạ vâng. Thì mấy hai anh em của em cũng đã đồng hành cùng em trong khoảng thời gian từ lúc mà anh Bảo mới về nước siêu, thì bắt đầu là từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Dạ. Thì lúc đó thì em là một cái bạn shipper, em giao hàng. Em có một con chiếc cúp. Thế là ba anh em lúc đó là xe hết xăng thì em phải dựng bộ. Thì lúc đó mới quen nhau mà em cũng khá là ngại về cái việc là xe hết xăng rồi phải dựng bộ. Dạ. Thì sợ anh em đi cùng mình thì mình cũng ngại. Năm đó là năm bao nhiêu? 27. 17 thôi, 17. 17 em bắt đầu gọi em vào đây. 2017. Hình như 2017 là em đã ra nhạc rồi đúng không? Chưa. Trong khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian đó, nhưng mà hình như là gần cuối năm hay là gì cuối đó. Cuối năm 2017. Dạ. Dạ, thế là hai anh em vẫn đi cùng em. Thì lúc đó mới biết nhau mình cũng có một chút ngại ngại á. Dạ. Thế là hai anh em vẫn đi cùng em. Là hai lần quay ra túm đầu chửi. Thế là mày làm gì vậy? Có gì đâu mà mắc cỡ. Anh em mình không. Em mới bảo có một kỷ niệm là gọi em vào trong Sài Gòn thì là cho một cái phòng để làm nhạc các thứ ấy. Thì em có mần sao em đợi mãi không thấy ai mời. Xong là cũng đại ý rằng cũng ngồi nhưng mà không biết là em có muốn vào hay không ấy, cũng là hỏi lại cũng là vào đây xong về sau mới hỏi là thì anh để ở phòng đấy nhưng mà anh không biết mày có muốn vào hay không. Thì để một cái phòng làm việc cho em vào để em làm việc cùng. Sau này thì ra ngoài Hà Nội là ông bay ra diễn cái hai anh em xách vali và vào trong cái tự hào ở cùng luôn làm luôn. Hai bạn ở chung nhà. Sau này vào lúc mà mới vào Sài Gòn ấy là mà cái việc mà hai anh em vừa làm việc với nhau mà để đồng ý đi vào Sài Gòn làm nó nhanh á. Còn cái lần mà em biết đi máy bay á, cái lần đầu tiên trong cuộc đời em mà biết ngồi máy bay á là siêu. Là em ra ngoài Hà Nội với siêu là lần đầu tiên ngồi máy bay. Lần đầu tiên đi máy bay. Đúng, chính xác. Và lần từ cái chuyến Hà Nội mà đi về thành phố Hồ Chí Minh á, thì lại trễ chuyến máy bay mà lúc đó em không có tiền. Không có tiền. Cũng chưa có biết thẻ ngân hàng là gì hết. Không có biết chuyển khoản hay là sao hết. Yeah. Thế là siêu đưa em ra gần về tới nhà siêu rồi. Giờ đó chắc cũng cỡ 4-5 tiếng gì đó. Tiếng từ siêu bài về. Để đưa em 500.000. Để em chuyển nhớ bài xong đi vô có tiền vô. Mấy năm em rất là mà cái điều kiện có lẽ là tại vì đó thì em thì là em ở bên Mỹ. Yeah. Nhưng mà em về đây siêu á thì là siêu từ ngoài Hà Nội từ Hà Nội đúng vào rồi, trong đúng Sài Gòn. Còn Đạt thì lúc đó thì kiểu cũng mới biết về yeah. cái nhạc nhẽo rồi đó, sân khấu đồ cái kiểu thì tất cả ba đứa kiểu như là kiểu gì gáo mà cho nên là kiểu thành ra là ba anh em kiểu có nhiều kỷ niệm kiểu yeah. đùm bọc với nhau khá là thân đúng không? Bởi yeah. vì tức là nếu về góc độ khách quan nhá, anh là một khán giả yeah. thì khi mà đã thấy ba người ngồi ở đây rồi yeah. tức là mình định hình là thì chắc mấy bạn này chắc cũng làm với nhau từ lâu và cái con đường khá thuận lợi ấy, ý là yeah. nổi tiếng được quen nhau hoặc là không ai bắt đầu từ yeah, yeah, từ không mới là mọi người sẽ tưởng tượng ra cái viễn cảnh như thế yeah. này ra bài quen nhau xong rồi thì chơi chung có lợi hay là gì đấy. Tức dạ, vâng, bây giờ nghe cái câu chuyện này và nhất là khoảng tầm 2017 thì anh còn bất ngờ là hồi đó em còn chưa ra nhạc dạ, tức là dạ, cứ dạ. nghĩ là mọi người đã quá lâu với dạ, mọi vâng. người đã quá quen rồi. Hồi đấy em còn cũng chưa có tí âm, chưa có mấy bài, còn có cái bong, chưa có bài sự, gì yeah. sự gắn bó mấy anh em á là âm nhạc là thứ nhất chính đi ha, đúng nghĩa. Và nhưng mà cái gắn bó nhiều hơn là thầy cái khó khăn. Yes. Cùng là để gắn bó nhiều hơn là để cho ba thằng có thể là trong những cái khúc khó khăn đó thì ba anh em đều đùm bọc lẫn nhau để dạy đó. Cho cái đúng, chỉ cho cái sai, ai đúng ai sai như nào để cùng phát triển. Có sai cùng ăn nhá. Có sai đều, có chứ sai là người ai đúng sai là sai mạnh luôn đấy. Ô vậy á, sai là sai về cái gì cơ, tức là về cuộc sống, sống về âm nhạc. Bọn em không phải là khá thân mà là cực thân luôn rồi. Cực thân. Và làm sao để trở thành, để hướng cùng nhau sao cho đúng cái con người mình hơn, sống cho sao cho nó. À, lúc em làm gì sai đấy về cuộc sống hay về âm nhạc thì mấy anh em ngồi với nhau hẹn nhau một bữa ra rồi mày đang sai cái này cần đó. Và em chỉ nói chỉ là góp ý thôi, còn không thể ép được là đúng rồi. Ok, sau đây sẽ là challenge của Hitmaker và chúng ta sẽ trình bày lại ca khúc Scene với phiên bản acoustic tại Hitmaker.
Let's go. Năm anh em chúng tôi hát lên một khúc ca, bài ca tên là Xin. Anh không muốn khóc nhưng không kìm được nước mắt. Ôm em thật lâu dù đau đớn như thế nào. Khi buông lời xa em có nhìn lại anh không? Em bước đi rồi, niềm vui em có, nơi anh thì không. Anh cũng đã nghĩ nơi em là bình yên nhất. Cần giữ niềm đau cảm xuống bóng cho vỡ hòa. Khi buông lời xa em có nhìn lại anh không? Em bước đi rồi, niềm vui em có, nơi anh thì không. Xin là xin một lần, che chở nhau dù đau ngàn lần. Không phải đau phải buồn, bờ vai luôn có mỗi khi em cần. Xin là xin vạn lần, lau khóe mi bờ môi mỉm cười. Vẫn luôn tồn tại mà niềm tin không có. Anh phải làm sao, làm sao, làm sao, làm sao? Cho anh xin từ em một hơi thở để thay thế điếu thuốc ở trên môi. Và anh xin một bờ vai đợi chờ, xin một lần có thể được đền tội. Xin bàn tay kia một lần nắm chặt, và xin đừng để cái tôi được lên ngôi. Mọi cơn tức giận anh xin hãy tạm thời dừng lại những lời mà ta không nên nói. Và anh xin trả lại bầu trời không mây xám mà em có trước khi hai ta gặp mặt. Trả lại con tim em đã trao nhưng em vẫn khiến anh đắn đo, chỉ thường suy nghĩ như kẻ ăn cắp. Trả lại tất cả nếu em cần, anh chỉ xin được một lần bỏ tất cả quá khứ ở phía sau. Và không nhìn lại, anh không muốn những nỗi sợ và nghi ngờ trở thành một con quỷ dữ bằng một hôn thành linh hai. Cho anh xin lấy lại những lời nói, cho ven ngốc những khoảnh khắc em nghẹn lời. Cho anh xin lấy lại những đêm tối em chờ mãi ở nơi anh hẹn tới. Anh xin em không đưa anh những lựa chọn khi mà bên em quá nhiều người đưa đón. Anh chỉ là kẻ mà con tim gã khổng lồ trong bức dáng của một thằng tí hon. Em ơi, em ơi, xin đừng bắt máy mỗi khi anh gọi đến. Em ơi, em ơi, xin một khoảnh khắc nhớ đến em gọi tên. Em ơi, em ơi, xin ở hiện tại xem nhau là tất cả. Xin ở tương lai sẽ không phải nhận ra bất cứ lời nói nào là không thật thà. Em ơi, em ơi, xin là xin một lần, che chở nhau dù đau ngàn lần. Không phải đâu phải buồn, bờ vai luôn có mỗi khi em cần. Xin là xin vạn lần, lau khóe mi bờ môi mỉm cười. Vẫn luôn tồn tại mà niềm tin không có. Anh phải làm sao, làm sao, anh phải làm sao, làm sao, làm sao. Yeah. Bạn muốn học làm beat hay đến gặp Thái Sơn. Bạn muốn mua đồ làm nhạc cũng đến gặp Thái Sơn. Ok, thì chúng ta vừa hoàn thành xong gọi là khá là xuất sắc cái phần gọi là đây cũng không phải là thử thách của ba vị khách mời ấy, bởi vì mọi người hầu như là trình bày chín cái ok. Sorry, sorry. Thưa các bạn, là tất cả những cái số hitmaker thì chúng ta đều có những cái phần quà từ nhà tài trợ. Đầu tiên đó là AMD là người đã hỗ trợ cho Sơn cái chi phí để có thể thực hiện lên cái series lần này. Và có một cái quà đó là một cái tai nghe thưởng thức chơi game. Thứ hai đó là Audio Technica đến từ Nhật Bản. Thế là cái tai mà gọi là tất cả những cái phòng thu ấy, họ rất hay sử dụng. Đấy, nhưng mà khổ một cái là hôm nay chúng ta có tới 3 vị khách mời. Thì... bây giờ thì Sơn nên tặng như thế nào biết gì sao rồi. Cái tai nghe này là Quân Bảo
tai nghe kia tai nghe của em. Đấy. Còn ma siêu siêu có hai tai nghe này rồi thì múc ma siêu có hai gì đây là đây là đây thì à đúng rồi ma siêu là có hai quả nói chung nó gì là cho nó biết hôm nay mình đoàn kết nhau. Yeah. Tí ra kia lấm nhau rồi. Đây là một tập thể rất là đoàn kết cho đến khi chúng ta kết thúc cái show này. Thì thưa các bạn là cái hitmaker của chúng ta đã trải qua rất là nhiều cái câu hỏi với cái sự support rất là nhiệt tình đến từ ba vị khách mời của chúng ta. Cảm ơn những vị khách mời của chúng ta đã tới tham gia nhá. Và hẹn gặp lại biết đâu trong một cái dịp gần nhất, và có thể là B-Ray nếu như em thắc mắc về autotune có thể hỏi anh. Ok. Dạ. Yeah. Và mọi người ơi hãy vui lòng like, share và comment cho cái số lần này vào cho những vị khách mời hết sức chất lượng như thế này. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào số tiếp theo. See you.